mùa nắng nóng mặt hàng cây cảnh không không chảy, dân dân buôn bán thị trường hầu như cả dân cả làng ở nhà tập trung để tưới bón chăm sóc cây cho con những ngày hoặc là ai thuê chỉ làm nấy, mình đi làm công làm cây cho họ một ngày được 300.000. Điển hình về nghề hoa cây cảnh phải nhắc đến xã Nghi Ân. Hiện có 3 làng nghề hoa cây cảnh chính là Kim Chi, Kim Mỹ, Kim Phúc với hơn 300 hộ dân làm nghề. Hộ nào ít cũng từ 1.000 đến 2.000 cây, hộ nhiều thì hàng chục nghìn cây. Mặc dù nghề trồng hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố Vinh đã có truyền thống hàng chục năm, tạo được dấu ấn trên thị trường. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn như các sản phẩm hoa cây cảnh phần lớn được người dân mang đi tiêu thụ trong nội thành phố. Số lượng khách hàng ở những thị trường lớn vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Cái do cái nhu cầu đô thị nó phát triển thì bây giờ là cái những cái hàng ngắn ngày, ví dụ như là hàng giò tréo, hàng hóa, rồi là những cái hàng cây nội thất thì là tập trung ngay hè này là đang còn là xoay vòng được, có nghĩa là đang bán giao lưu bán bố được, chứ những cái phân khúc hàng to rồi là hàng công trình thì năm nay do kinh tế cho nên là đang rất là chậm. Nếu phân khúc cây cảnh phục vụ nhà vườn thưa vắng khách thì phân khúc tiểu cảnh trang trí nhà cửa, văn phòng, nhà hàng, cà phê trên phố lại đông khách. Bởi thời điểm mùa hè, việc xây dựng nhà, công trình diễn ra dễ dàng hơn nhờ trời nắng. Nhìn chung, giá các vườn đều có giá khá tương đương nhau, tùy thuộc vào từng loại và độ lớn của các loại cây. Đắt nhất là những loại hoa hồng nhập khẩu, giá dao động từ 400.000 đồng một gốc đến hơn 1 triệu đồng một gốc tùy loại. Mai Vạn Phúc, chậu vừa tầm 150.000 đồng, nhỏ tầm 40 đến 100.000 đồng một chậu. Hoa dây dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, tùy loại thuần chủng hay ghép. Những loại hoa dây leo thì giá mềm hơn, thường dưới 100.000 đồng một chậu. Tôi thì chọn những cây như các cây đại lục, vì cái đại cù giá, cây đô ba để trong nhà nhìn phong cảnh, giá cũng không quá đắt so với thị trường. Thực tế cho thấy hiện nay các mặt hàng về hoa cây cảnh ngày càng được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là trong thời đại cần không gian xanh, môi trường trong lành như hiện nay.